Ngày 5 tháng 1 tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn, gọi tắt là BSA, đã tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phần BSA. Theo đó, ngày 17 tháng 1 tới đây, BSA sẽ là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện cổ phần hóa trong năm nay, với quy mô chào bán lên đến hơn 3.500 tỷ đồng, tính theo giá khởi điểm 14.600 đồng một cổ phần. Cách đây hơn một năm đã bắt đầu có những cái đối tác chiến lược đến tìm hiểu. Những cái đối tác trong nước cũng có và ngoài nước cũng có. Và trong đó thì có những cái đối tác thực sự tiềm năng. Rất nhiều các quỹ đầu tư cũng đến tìm hiểu để đặt vấn đề mua cổ phần nhà máy và đặc biệt là đặt cái kỳ vọng là mong muốn trở thành cái đối tác chiến lược của nhà máy. Các đại biểu tại hội thảo đánh giá, BSA là một trong số ít những doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn ngang tầm các doanh nghiệp trong khu vực và hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Các chuyên gia thì cho rằng, cổ phần hóa là dịp BSA bước vào giai đoạn chiến lược kinh doanh mới. BSA đã khỏe và sẽ khỏe hơn nếu có sự đóng góp về quản trị, tài chính của các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư chiến lược. Tôi có một cái cảm nhận là Bình Sơn có một cái cách làm việc rất là chuyên nghiệp và theo một cái phong cách đổi mới và theo một cái phong cách là hiện đại và tiên tiến. Do vậy tất cả những văn bản của chúng tôi chuyển đến cho Bình Sơn có được cái câu trả lời rất là nhanh và tất cả những cái câu hỏi của tôi cần hỏi đến thì cái đội ngũ nhân viên của Bình Sơn ấy xử lý rất là nhanh. Gọi là cái kim chỉ nam cho cái công việc của nhà máy hàng ngày đó là sự trung thực, thẳng thắn, minh bạch trong mọi công việc và sự đoàn kết hết lòng, siết cánh cùng nhau để phát triển nhà máy. Cái phương châm hành động như vậy nó đã được khẳng định và định hình ngay từ khi chúng tôi bắt đầu vận hành nhà máy từ những năm 2009-2010. Cổ phần hóa BSA là một trong những bước chuẩn bị cho việc nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau đó dự kiến công suất chế biến của BSA sẽ nâng lên 8,5 triệu tấn một năm. Các nguồn dầu thô có thể xử lý sẽ nâng lên 300 loại, đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5. Trong tương lai gần, BSA sẽ đầu tư vào lĩnh vực hóa dầu và tối đa hóa sản lượng. Với đà tăng trưởng vượt bậc như vậy, chắc chắn BSA sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và tiếp tục phát triển trong tương lai.